90 triệu cho ông vú sữa đang có 5 cái quả. Khoảng 2 3 4 5 cái quả. Đấy, bác già bác đang kêu kinh quá. Chín mươi triệu cây này thì hơi căng. 5 quả đang 5 quả to. 6 quả. Đây cụm mai chứa thủy đẹp này. Đấy. Vú sữa này bác. Mặt sau này. Cây này thì thật quá là chắc giá trên trời, cứ không đến mức giá 90 triệu mà. Đấy, có điều là quay lại được các bác tham khảo. Hoặc là mới triển lãm nên là giá là giữ, có thể là mai sẽ thay đổi cái giá. Hoặc là những ngày cuối cùng. Mai sẽ thủy là lớn. Đây. Cặp ổi trầu dưới cụm rừng mai chữ thủy này các bác, cụm rừng mai chữ thủy nha. Cụm rừng mai chữ thủy 180 triệu. Cụm rừng, đúng là rừng rú. Cụm rừng mai chứa thủy nu này các bác. Mai chứa thủy nu này. Rất vô cục, rất vô cục. Mai gò công này. Mai gò công u cục này. Cái này rất vô cục. Vô biểu. Đang rất nhiều hoa các bác. Tác phẩm đẹp quá. Này là mai gò công của anh. Trung nu. Đẹp. Cụm rừng mai chứa thủy. Nu đây. Ổi. Lộc Vừng cũng phong cách miền Nam. Phong cách miền Nam này. Sang vàng. Đấy, đang các bố đang trầm trồ về cái giá của cái cây thế. Cây cổ. Giống xương cá nhỉ anh nhỉ, đúng không?
Và con là hán này mỹ mãn đấy nhỉ. Bao tiền thì một con này anh? 250 không? 250. Dạ. Đều như nhau hết đúng không? Dạ. Ba con này. Con này hán hơn. À rẻ hơn này. 140. Da đẹp nhỉ. Nó tùy theo cây chứ không phải cây bự mà nó mất. Không phải là nhìn da đẹp. Da đẹp, lá đẹp hơn cái kia. Lá đẹp hơn. 250 anh. Dạ. 250. 250. Ông này 250. Ông giữa là hay nhất đấy. Sau cái sẹo nó đầy là hay đấy. Mình nuôi lâu anh. Thì phải cho nó mới mắc tiền là cái chỗ đó. Đúng. Đúng rồi, phong cách miền Nam này. Con này mới hơn, con này là con giữa này là khá hoàn thiện hơn cả. Thế còn con hoa giấy này sao anh? Bao nhiêu? Con hoa giấy đó 32 triệu anh. 32, còn con kia? Con kia 35 triệu. Con kia nó nghĩa tiền phải gấp đôi con này mới đúng. Con kia nó nghĩa tiền phải gấp đôi con này mới đúng chứ. Con kia kỹ hơn rồi. Dạ. Con kia hay chứ. Đâu, con này vấn đề nè, con này cái điều đường cong nó hay lắm. Anh 32 triệu. À đầu có cái đầu rồng vậy được. Long ngồi đầu. Sưu tầm. Bệ con là hán. Đẹp. Da đẹp. Da rất đẹp. Canh Châu à? Mình ra đây được mấy hôm rồi anh? À nào. Rất nhiều khế kiếp của phong cách miền Nam. Khế và u cục của miền Bắc là đều miền Nam ra Bắc. À. Còn hoa giấy. Rừng La Hán này theo kiểu quằn quại này. Rừng La Hán theo kiểu quằn quại đây. Dưới kia là cặp dưới cổ kia cũng là mình anh. À. Em đứng ở đây và cái chỗ này cái thì anh chụp dọc con gà ra. Chúng ta đi. Là đây này các bác nhé, mua phân bón bonsai này này.
người đang chạy gần một chút kiếm ra một hộp thì chọn mai siêu thủy. Tí à, hơi mắc tí. Đây, bây giờ ra có cái hoa giấy nghệ thuật này nè, 35 triệu. Đấy, giấy tím. Chụp cái thùng đẹp không? Đấy. Rồi, chụp tới đây, em chụp cái thùng đẹp. Đấy. Chụp thì chụp thôi. Đấy, đấy, đấy. Không, lắp bắp. Đấy. Vậy ra, vậy ra. Chụp đấy. Đây là để mình cái ghế ngồi đấy. Mình ghế ngồi. Ngại quá, nó ngại á. Sợ, không ghế đâu, ngồi ghẹ ghẹ. Không, không chụp. Chụp thủy. Linh Sam, nhìn xa được Nguyệt Quế hoặc là Linh Sam quá. Linh Sam đang bị ngược sáng rất là bực mình. Đây này các bạn, phía bên này là còn rất nhiều, có một quay cả ngày. Đằng kia nữa. Xong siêu 35 triệu. Đây là xanh cổ, tiếp theo là khu vực bonsai đây này.